Chào các bạn, trong video này mình có một cái điện thoại Sony smartphone nha các bạn. Nhưng mà cái điện thoại này mình đã để rất lâu rồi. Thì bây giờ mình bật nguồn lên, nó có hiện tượng là nó sẽ báo pin, khởi động nó rung nha các bạn. Ngoài pin này nó báo nè, mà nó không boot lên được. Thế thì những trường hợp này thì các bạn kiểm tra như thế nào? Thì sau đây mình sẽ tiến hành hồi sinh thử cái con điện thoại này cho các bạn thấy nha. Thì cũng như tất cả các trường hợp mà điện thoại khác á, thì các bạn trước tiên là các bạn cứ mở nắp pin, các bạn kiểm tra pin cho mình. Các bạn tháo hết luôn nha. Cái nắp lưng hay nắp pin á, các bạn tháo ra. Rồi, mình sẽ nói về các bước hướng dẫn để các bạn kiểm tra cái điện thoại Sony bị mất nguồn mất boot nha các bạn. Mình đi bước đầu tiên, đó là các bạn kiểm tra cái điện áp trên pin coi nó có đủ cái điện áp mở nguồn hay không. Nó là khoảng là 3.7, 3.6 V đến 4.2 V nha các bạn. Thì trước tiên mình kiểm tra cái điện áp trên pin trước. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành mình tháo pin ra nha các bạn. Các bạn lấy một cái dũa ha, chẹp chẹp á, các bạn nạy cái socket pin này ra. Đây là cái socket pin nha các bạn, nó kết nối với cái mainboard điện thoại di động ha. Đây là cái cáp pin nha các bạn. Rồi, các bạn nạy lấy cục pin ra. Ở đây là cái băng keo hai mặt, nó dán dính cục pin, cố định cục pin, không cho rung lắc. Mình kiểm tra cục pin này trước tiên nha các bạn. Nếu với socket pin, các bạn quan sát cho mình nè, hai bên hông này á là hai cái cực âm dương của nó nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái đồng hồ, mình đo cái điện áp trên cực âm dương này coi nó giá trị bao nhiêu. Đây, mình dùng một cái đồng hồ số nha các bạn. Mình sẽ chuyển vào cái thang đo khoảng 20V. Rồi, các bạn đo điện áp trên pin cho mình nha. Nó ra khoảng bao nhiêu V? Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị mình đo được đó là khoảng 4.3V nha các bạn. Là tốt nha. Đây. Vậy là cái chứng tỏ cái cục pin này là còn ok, nó không có bị hư nha các bạn. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà mình gắn cục pin vô á, nó không boot, không mở nguồn lên được, mà nó chỉ có báo cục pin như thế này thôi. Đây nó, cái đó khởi động lên nó rung và nó báo cục pin này, sau đó nó tắt nguồn. Đây, nó tắt nguồn nè. Rồi, để mà tiếp theo đây á, mình sẽ tháo cục pin này ra, mình thay cục pin của cái model Sony khác nha các bạn. Đó là Sony M4 Aqua. Trước khi đây các bạn kiểm tra cho mình nha, mình sẽ chuyển vào cái thang đo mà đo thông mạch đó. Rồi mình xác định cái cực tính trên cái mainboard này, tại vì nhiều cái mainboard nó sẽ bố trí khác nhau nha các bạn. Có thể cực dương á nó nằm bên tay trái, hoặc cực dương nó nằm bên tay phải, cái đó tùy. Thì giờ mình sẽ kẹp mát một chân nè, các bạn kẹp mát là một chân, các bạn chấm vô hai đầu này nè, một trong hai đầu ha. Coi cái chân này chân mát nha các bạn. Rồi, chân này chân, mình kiểm tra là chân này chân mát ha. Rồi, các bạn quan sát chú ý cho mình là đây là cái con điện trở cầu chì nha các bạn. Nó có điện trở cầu chì, nó bảo vệ nè. Nó thông mạch nha các bạn. Nó 1.5 ohm ha. Đây con điện trở cầu chì.
Còn đây là chân, bên đây là chân mát luôn nha các bạn. Vậy ở đây á, mình sẽ đánh dấu ha, cái chân bên phải của mình á là chân dương, và chân bên trái của mình là chân âm. Nói chung các model khác á, thì các bạn cứ kiểm tra hình như vậy cho mình ha, không phải chỉ riêng như vào cái máy Sony này mà tất cả các điện thoại khác không được cũng vậy. Ở đây mình dấu cộng trừ cho nó dễ nha các bạn. Và sau đó mình sẽ lấy cái pin Sony, cái pin này mình khẳng định là tốt nha các bạn. Ở trên đây các bạn nhìn thấy không, nó sẽ chú thích cho mình cái hai cực âm dương. Âm dương là phía trên này các bạn. Thì các bạn muốn kiểm tra chính xác hơn nữa các bạn cứ đo. Bên phải là cái dương nè các bạn, bên trái là âm ha. Pin này pin tốt nha các bạn, pin chính hãng luôn. Rồi các bạn thấy không, mình sẽ đo cái điện áp trên pin này. Cái giá trị mình đo được là khoảng 3,76V nha các bạn. Là cái cục pin này nó đủ cái điện áp để mở nguồn. Thì sau đây á, cái cực tính này nè, mình sẽ lắp đúng chiều. Các bạn quan sát ở trên đây, hôm nay mình đã chú thích là trên mainboard cực dương đây, âm đây. Thì giờ mình sẽ xoay cái cực cục pin lại cho nó đúng chiều của nó nha các bạn. Dương dương âm âm ha. Nè, dương nó với dương, âm nó với âm. Mình gắn cái socket pin này vô cái mainboard này nha các bạn. Rồi mình kiểm tra coi có phải bị hư cục pin này không. Rồi, socket pin mình đã gắn vô rồi nha các bạn. Các bạn cẩn thận nha, các bạn đừng rung lắc nha. Tại vì cáp pin á nó dễ bị đứt. Các bạn lắc hoài á là nó bị đứt, là mất công mình mất công di động lại nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ bấm nút nguồn coi không? Thử coi cái điện thoại này có lên nguồn không. Nó cũng khởi động rung nha các bạn, rồi nó cũng báo cái tình hình như vậy. Các bạn thấy không, nó báo rồi tắt nguồn. Rồi, điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái nguyên nhân cái ban này á, nó không phải là bị cục pin. Pin này pin chính hãng nha các bạn. Ở đây á, mình sẽ nốt cho các bạn thấy cái bước này á, kiểm tra pin này đó. Cái trường hợp này cái nào pin ok nha các bạn. Đây, mình ghi chú là cái pin, cục pin mình ok. Tiếp đây mình loại trừ cái khả năng mà hư pin đi. Tiếp đến các bạn kiểm tra cái mainboard cho mình nha. Để mà kiểm tra cái mainboard điện thoại này các bạn, mình sẽ dùng cái bộ nguồn nha, bộ cáp nguồn điện thoại di động nha. Rồi, mình dùng hai cái kẹp cá sấu ha. Rồi mình lấy một cái đầu đồng hồ VOM á cho nó dễ. Đây nè. Mình sẽ điều chỉnh cái điện áp trên cái bộ nguồn cấp nguồn khoảng 4V nha các bạn. Rồi. Một chân á mình kẹp mát ha. Mát nè, mấy cái siêu nè các bạn, siêu là mát hết. Hôm nay mình đánh dấu bên đây á, dương á, thì các bạn chích vô đây cái que dương nha các bạn, que dương của cái bộ cấp nguồn á, các bạn chích vô đây, đồng thời các bạn nhấn nút nguồn cho mình nha. Đây nút nguồn bên đây nè các bạn. Các bạn quan sát cái kim dòng cho mình coi nó dòng bao nhiêu nha các bạn.
Và các bạn thấy không, nó kim nó dích lên, nó rớt xuống. Nó nhích lên khoảng hơn 150mA nha các bạn. Đồng thời kim nó không nhịp, nó rớt xuống luôn. Và là trường hợp này các bạn có thể khẳng định là gì? Cái máy này á, nó bị hư phần cứng điện thoại. Mà cụ thể ở đây á, là cái điện thoại này nó bị mất bút nha các bạn. Đây nè, cái điện thoại này nó bị mất nguồn, mất bút luôn. Nó không thể khởi động lên được. Mà nguyên nhân chính của nó bị là lỗi ổ cứng hoặc là lỗi IC flash. IC flash là cái IC bộ nhớ nha các bạn. Tại vì cái điện thoại di động của mình á, nó cần cái bộ nhớ. Tại vì bộ nhớ nó chứa cái hệ điều hành nè, cái chương trình giống như cái ổ cứng điện thoại của máy tính để bàn hay là cái laptop á. Thì nếu mà các bạn cứ hình dung như cái điện thoại, cái máy tính đi, mà các bạn không có ổ cứng á, thì nó không bao giờ nó boot khởi động lên được nha các bạn. Cái trường hợp này cũng tương tự như vậy, là CPU lúc này á, nó đã hoạt động rồi, nhưng mà cái lỗi ổ cứng nó không hoạt động được, nó bị lỗi nên nó không boot được nha các bạn. Và là trường hợp này gì, là lỗi mainboard ha, cái này bị fail nha các bạn, lỗi mainboard. Rồi sau đây á, các bạn chuyển qua bước thứ ba cho mình, là cái bị lỗ men rồi. Các bạn thử coi cái mình cắm cái điện thoại này vô á, với cái máy tính qua cái cáp nối USB, coi nó có nhận cáp hay không nha các bạn. Đồng thời á, mình chuyển về chế độ recovery mode, coi nó có boot vô được cái chương trình của nó không, để mình up ROM lại. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình kết nối với cái máy tính coi nó có báo gì không nha các bạn. Các bạn lấy cục pin đó, bạn cấp vô đây nha. Rồi bạn gắn y hệt như vậy cho mình. Rồi các bạn đi lấy cái máy tính các bạn kết nối vô. Rồi đây là cái cáp USB mình kết nối với máy tính này nha các bạn. Rồi giờ mình thử cắm vô coi nó có nhận không. Rồi nó vẫn có báo cái đèn nè các bạn, đèn đỏ nó ha. Rồi nó không nhận máy tính nha các bạn, nó không kết nối được máy tính nha. Rồi nó có báo y hệt như cái trường hợp mà mình bị sạc như thế này à. Nó báo cái đèn nè, nhưng mà nó không kết nối được. Nó bị mất boot nha các bạn, nó không có boot lên được, nó chỉ báo như vậy thôi. Ở đây á, mình sẽ thử chuyển về chế độ recovery mode. Đây, cái chế độ khôi phục của nó các bạn, mình nhấn cái volume up nè, volume up với nút power K, nút nguồn. Các bạn nhấn, các bạn giữ nha. Đồng thời các bạn cắm cái cáp mà kết nối đi máy tính á, mình cắm cấp thử vô đây, nó có chuyển cái chế độ recovery mode không. Mình cảm nhận á, nó rung 2-3 lần nha các bạn. Rồi mình nhấn giữ như vậy mà nó không báo gì á. Vậy là cái chế độ mà recovery mode này nè, nó cũng không chuyển về chế độ được recovery mode nha các bạn. Đây, mình sẽ ghi chữ không ha. Nó không chuyển được. Không chuyển được nè. Rồi không nhận cáp luôn nha mà, không nhận cáp luôn. Ở đây không nhận cáp, không kết nối được. Như vậy á, là nó bị lỗi phần cứng nha các bạn. Mà cụ thể ở đây nó bị lỗi
trên mainboard. Mà linh kiện ở đây á là chính là cái ổ cứng hoặc là isolat, ổ nhớ của nó. Thì lúc nãy mình đã kiểm tra cho các bạn thấy trên cái bộ nguồn điện thoại di động nè. Và các bạn mình đã kết nối máy tính á, nó không có báo gì luôn nha các bạn. Mình đã nó bị lỗi phần cứng. Thì để sửa được cái ban này á thì các bạn phải đục ổ cứng ra nha. Đục ổ cứng đồng thời các bạn thay cái IC khác đi không. Tại vì mấy dòng smartphone bây giờ không phải riêng gì cái hãng Sony gì đâu, mà bất kỳ hãng nào như Oppo nè hoặc là mấy Samsung á, nó đều bị lỗi ổ cứng nha các bạn. Thì cái kim dòng hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn á, kiểm tra thì nó không nhịp và nó không boot lên được. Thì trường hợp này á, các bạn quy về cho mình cái lỗ ổ cứng ha. Những trường hợp này á, các bạn thay ổ cứng lên là nó hết nha các bạn. Các bạn nên thay ổ cứng. Hoặc là trường hợp mà ổ cứng cái này ISO bộ nhớ, vì ổ cứng của mình á là nó chứa cái chương trình mà đã boot lên. Hay là các bạn có thể gọi là isolat nha. Isolat nó cũng gồm có ROM, RAM bên đây nha các bạn. Còn có ổ cứng của mình á, thường là cái con ROM nha các bạn, là bộ nhớ chỉ đọc ha. Thì có một câu hỏi đặt ra là cái mấy cái điện thoại smartphone Sony này nè, mấy dòng Sony như thế này, liệu nó có bền hay không, tốt hay không? Thì cái này á, mình nói cho các bạn biết là cái này tùy model nha các bạn. Mà đa phần á, nó hư khá nhiều á. Ví dụ cái dòng Sony M4 Aqua là hư hàng loạt luôn các bạn. Cái trường hợp này các bạn xài vài tháng tự nhiên nó đột tử, nó chết bất ngờ. Giống như cái trường hợp mà trường hợp này nè, các bạn khởi động lên, nó không lên nguồn luôn, nó mất boot luôn. Nó bị lỗi ổ cứng nha các bạn, lỗi ổ cứng rất nhiều. Các bạn đem đi bảo hành á, người ta toàn bộ thay men luôn nha các bạn. Từ hành bảo hành đó, nó không đục IC đâu, nó thay nguyên cái bo mới cho các bạn luôn. Hoặc là nó trường hợp mà nó không có bo, nó sẽ chuyển cho các bạn cái model khác, hoặc nó đổi sang cái máy khác nha các bạn. Rồi trên tay mình á cũng có một dòng Sony M4 nè các bạn. Đây là Sony Xperia M4 Aqua nha các bạn. Nó bị mất boot lỗi lát nha các bạn. Cái con này á, cái này, máy này mình đã tháo men ra rồi. Đây là pin pin zin của nó nha, pin còn tốt luôn nha. Còn đối với cái mainboard của nó cái lỗi của nó bị giống như cái trường hợp mà cái máy Sony này, nó bị lỗi ổ cứng luôn. Cái kim dòng của nó boot lên khoảng 110mA rồi nó rớt xuống nha bạn, nó không có nhịp ha. Đồng thời nói chung là nó mất boot. Thì đối với những cái máy mà các bạn đã xài lâu rồi hoặc là hết bảo hành nữa, các bạn khó tìm cái linh kiện để mà thay thế nha các bạn. Cái trường hợp này á, nó bị lỗi ổ cứng như thế này nè, lỗi lắp lỗi ổ cứng á, mình thay đi mới hết nha các bạn. Chứ trường hợp mà các bạn mà cho dù các bạn dở lên các bạn đóng lại á, là nó sẽ không chắc chắn, nó cũng như vậy, nó không lên nguồn nha các bạn. Thì ở đây không riêng gì các dòng máy của Sony đâu, mà cái dòng Samsung hay Oppo nó đều vậy. Thì mấy cái này á, các bạn có thể tự kiểm tra nha. Cái seal này, seal các bạn có mở ra cũng được ha. Mở hết seal ra. Cái này seal nó gài thôi chứ nó không có đóng, nó hàn dính vậy nha các bạn. Đây là mấy seal của RF nè các bạn. Sóng ở trung tầng nè. Thì mấy cái seal này seal công suất ha. Nào. Đây là phần sóng nha các bạn, IC công suất của nó nè các bạn. Phần trung tầng nè. Rồi đây nè các bạn nhìn thấy không?
ở đây mấy cái phở, cái dòng máy Sony Xperia nó sẽ dùng cái chip Qualcomm nha các bạn, CPU của nó chip Qualcomm á. Còn cái bộ nhớ của nó nào bạn, IC Plus đó, hay là bên trong này chứa ổ cứng nha bạn, IC Plus là IC bộ nhớ hoặc là cái ổ cứng của nó. Là trường hợp này á, những trường hợp này là các bạn phải thay nguyên cái ổ cứng này luôn, chứ các bạn không có thông thả mà các bạn dỡ ra các bạn đóng lại á, nó sẽ y như cái tình trạng như vậy á. Điều này có nghĩa là nói cái con IC này nó chết rồi thì mình phải thay, bắt buộc phải thay con mới nha các bạn, rồi mình up ROM lại nha. Còn trường hợp mà các bạn mà đã hư cái lỗi ổ cứng này rồi thì các bạn chỉ còn tìm cách đó, mà các bạn mua máy xác á, các bạn có thể sàn bo hoặc là sàn linh kiện qua để các bạn hồi sinh cái những cái máy này thôi. Chứ mấy cái trường hợp mấy cái máy này mà hết bảo hành rồi á là các bạn khó tìm linh kiện nha các bạn. Mà lại mình mấy trường hợp này cũng bó tay thôi, tại vì không có linh kiện thay ha. Như các bạn cũng đã biết á, cái tiền thân của cái hãng Sony này nè là cái Sony Ericsson nha các bạn. Nói chung là cái đời đầu đời Sony Ericsson này rất tốt nha các bạn. Nó có những cái dòng máy nó chuyên về nghe nhạc với chuyên về chụp hình đó, mà cái dòng cái mainboard của nó khá bền luôn nha các bạn. Mà nhưng mà không hiểu sao cái nó chuyển qua cái smartphone của Sony á thì lại khá tệ ha. Rất nhiều cái model á nó tự nhiên nó chết bất tử luôn nha các bạn. Giống như mấy con Sony cái này nè, M4 Aqua này, nói chung có nhiều model nhưng mà cái tiêu biểu là cái dòng Sony M4 Aqua này nó chết rất nhiều nha các bạn. Một số anh em cửa hàng đi bảo hành á thì cái việc này chỉ có chờ nó đổi bo mới thôi. Chứ cái này nói chung là lỗi nhà máy rồi, lỗi hàng loạt rồi. Thì nói chung là mua những cái máy Sony này nó hên xui nha các bạn, chứ nó không có ổn định như cái máy dòng máy iPhone đâu. Nên các bạn phải cân nhắc khi mà các bạn lựa chọn cái những cái các bạn sử dụng cái điện thoại smartphone của Sony nha các bạn. Như vậy á, quá trình mà hồi sinh cái con điện thoại Sony này là bất khả thi nha các bạn. Tại vì bây giờ mình sao không có cái ổ cứng hay eSLAP đâu, mình thay vô nha. Mà hôm nãy mình đã dùng cái bộ nguồn mình kiểm tra rồi, nó bị mất bút là do bị lỗi bộ nhớ nè, lỗi ổ cứng ha. Thì đối với những trường hợp này á, tại vì cái máy này nó quá cũ rồi, với lại nó không bao nhiêu tiền á, nên mình sẽ gửi cho nó vô viện bảo tàng nha các bạn. Chứ giờ mình hoặc là mình sẽ tìm một cái bo sát nào đó mình sàn linh kiện qua, hoặc là sàn mainboard qua ha, để mình, tại vì cái màn hình này nó còn khá tốt nha các bạn, màn hình cảm bộ, màn hình cảm ứng này khá tốt ha, pin nó cũng còn ok, thì mình sẽ tận dụng lại. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.